áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Hôm nay thì cô Hạnh lại tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong bài số 11 của phần hình học trong chương trình chương 1 của lớp 8, đúng không nào? Và chúng ta cũng đã được học về một số những cái tứ giác này. Tiếp theo là hình thang cân, hình thang vuông, hình bình hành, hình chữ nhật, đúng không nào? Vậy thì sử dụng những cái mối quan hệ đó của các hình thì các bạn hãy trả lời cho cô câu hỏi trong phần kiểm tra bài cũ ngày hôm nay nhé. Bây giờ các bạn hãy hoàn thành cho cô sơ đồ nhận biết các loại tứ giác đã học xong. Các bạn cũng đã được học về tứ giác này, hình thang này, hình thang cân, hình thang vuông, hình bình hành này. Rồi, tiếp theo là hình chữ nhật, đúng không nào? Vậy bây giờ chúng ta hãy nhớ lại cho cô xem là từ tứ giác muốn trở thành hình thang thì cần thêm điều kiện gì? Tiếp theo là từ tứ giác mà muốn thành hình thang cân thì sẽ cần thêm điều kiện gì nhá? Hay nói cách khác là chúng ta lại nhớ lại cho cô xem những cái dấu hiệu nhận biết của các hình này là gì, được chưa? Rồi bây giờ trước hết này, đơn giản nhất là muốn tứ giác trở thành hình thang thì nó cần thêm điều kiện gì các em nhỉ? Sẽ là gì? Tứ giác thì là có bốn cạnh rồi, mà hình thang thì có hai cạnh đối song song. Vì vậy muốn tứ giác trở thành hình thang thì nó chỉ cần thêm một cái điều kiện, đó là có hai cạnh đối song song. Chưa? Rồi, tiếp theo, muốn hình thang mà trở thành hình thang cân thì cần thêm điều kiện gì các em nhỉ? Cần thêm như sau. Đầu tiên là hai góc kề một đáy bằng nhau. Hoặc là gì các em? Hoặc hình thang mà có hai đường chéo bằng nhau thì cũng sẽ thành hình thang cân. Chưa? Rồi, tiếp tục. Muốn tứ giác mà trở thành hình thang mà muốn trở thành hình thang vuông nhá, thì chỉ cần thêm một điều kiện, đó là gì? Hình thang có một góc vuông, đúng không nào? Thì sẽ thành hình thang vuông. Tiếp theo, muốn tứ giác mà trở thành hình bình hành thì nó cần có điều kiện gì? Thì nó sẽ cần phải có một trong năm điều kiện sau. Điều kiện thứ nhất đó là gì các em? Các cạnh đối phải song song. Đó. Tiếp theo, hoặc là gì? Tứ giác mà có các cạnh đối bằng nhau cũng sẽ là hình bình hành. Thứ ba đó là gì? Là hai cạnh đối của tứ giác mà song song và bằng nhau thì cũng sẽ thành hình bình hành. Và thứ tư là gì? Các góc đối bằng nhau cũng là hình bình hành. Đó. Tứ giác có các góc đối bằng nhau cũng sẽ trở thành hình bình hành này. Và cuối cùng, cái dấu hiệu thứ năm đó là gì? Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường thì sẽ là hình bình hành. Chưa? Rồi, đó là những cái điều kiện của tứ giác để trở thành hình bình hành. Thế bây giờ câu hỏi đặt ra là muốn hình thang trở thành hình bình hành thì hình thang cần thêm điều kiện gì? Chúng ta sẽ thấy là hình thang thì đã có một cái cặp cạnh đối diện, nó song song rồi đúng không? Vậy thì hình bình hành lại có hai cặp cạnh đối diện phải song song. Vì vậy mà muốn hình thang trở thành hình bình hành thì chỉ cần thêm một cặp cạnh đối song song nữa, đúng không? Hay nói cách khác là hai cạnh bên của hình thang mà song song với nhau thì nó sẽ trở thành hình bình hành. Chưa? Đó, hai cạnh bên song song sẽ thành hình bình hành. Tiếp tục, bây giờ sẽ là gì? Tứ giác mà muốn trở thành hình chữ nhật thì nó cần thêm điều kiện gì các em nhỉ? Tứ giác muốn trở thành hình chữ nhật thì phải có ba góc bằng nhau bằng 90 độ. Hay nói cách khác, tứ giác mà có ba góc vuông thì sẽ thành hình chữ nhật. Chưa? Rồi, tiếp theo, đó là đây, tứ giác có ba góc vuông đó thì sẽ trở thành hình chữ nhật. Tiếp tục là muốn hình thang cân mà trở thành hình chữ nhật thì cần thêm điều kiện gì các em nhỉ? Hình thang cân nhá, các bạn sẽ suy đoán cho cô này. Hình thang cân thì hình thang cân đã có hai đáy song song với nhau rồi này, hai cạnh bên bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau. Thế muốn nó trở thành hình chữ nhật thì hình thang cân chỉ cần có một góc vuông thì đã trở thành hình chữ nhật rồi, đúng không? Đó, vậy thì chúng ta sẽ có hình thang cân có một góc vuông thì sẽ là hình chữ nhật. Tiếp tục, muốn là hình bình hành trở thành hình chữ nhật thì cần thêm điều kiện gì các em? Sẽ cần thêm điều kiện, đó là hình bình hành có thêm một góc vuông thì cũng sẽ trở thành hình chữ nhật.
Đó. Rồi. Hoặc là hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau thì cũng sẽ là hình chữ nhật. Rồi. Và đây chính là một số những cái kiến thức cần nhớ ở trong những bài ngày hôm trước về các hình mà các bạn đã học là tứ giác, hình thang, hình bình hành và hình chữ nhật. Và trong bài mới ngày hôm nay thì cô sẽ giới thiệu tới các bạn một cái hình nữa, đó là hình thoi. Chưa? Rồi, đó là hình thoi, bài số 11. Và trong bài 11 hình thoi này thì các bạn sẽ cần nhớ được cho cô những cái kiến thức như sau. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái phần này. Phần thứ nhất đó là định nghĩa về hình thoi. Phần thứ hai đó là tính chất của hình thoi. Và phần thứ ba là dấu hiệu nhận biết hình thoi. Được chưa? Rồi, đó, bây giờ trước hết chúng ta sẽ cùng đi vào phần thứ nhất, đó là định nghĩa nhá. Phần thứ nhất của chúng ta đó là định nghĩa. Vậy bây giờ các bạn hãy xem cho cô xem là thế nào là hình thoi nhá. Vậy các bạn sẽ trả lời cho cô câu hỏi sau. Bây giờ đề bài yêu chọn cho chúng ta tứ giác A, B, C, D. Tứ giác này, bây giờ các bạn hãy quan sát tứ giác này và hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Đó là bốn cạnh của tứ giác A, B, C, D thì có gì đặc biệt? Quan sát cái hình này thì chúng ta sẽ thấy ngay đó là tứ giác A, B, C, D có các cạnh AB, BC, CD và DA. Bốn cạnh này thì đều bằng nhau, đúng không? Vậy thì một tứ giác mà có bốn cạnh bằng nhau như vậy, người ta gọi là hình thoi. Vậy thế nào là hình thoi các em nhỉ? Hình thoi chính là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Đó, được chưa? Vậy bây giờ tiếp tục. Đây cô sẽ gọi là hình 100 này. Các bạn hãy chứng minh cho cô cái tứ giác ở trong hình 100 này cũng là một hình bình hành. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy này. Để chứng minh được một tứ giác là hình bình hành thì các bạn sẽ dựa vào cho cô một trong năm những cái dấu hiệu mà chúng ta đã được học về hình bình hành, đúng không? Vậy quan sát cái tứ giác ABCD này thì các bạn sẽ thấy cho cô này. Có cạnh AB bằng CD này, đúng không? Tiếp theo BC bằng AD. Tứ giác mà có các cạnh đối bằng nhau. Các cạnh đối bằng nhau như thế này thì người ta gọi là hình bình hành, đúng chưa? Dựa theo dấu hiệu nhận biết hình bình hành. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được rằng là gì? Hình thoi cũng sẽ là hình bình hành. Chưa? Rồi đó. Vậy thì hình thoi cũng là một hình bình hành thì hình thoi nó sẽ mang đầy đủ các cái tính chất của hình bình hành. Vậy thì để xem hình thoi nó có những tính chất như thế nào khác và giống so với hình bình hành thì cô sẽ tiến hành sang phần số 2, tính chất nhá. Bây giờ cô sẽ có cái hình thoi ABCD như thế này. Hình thoi ABCD thì sẽ có bốn cạnh AB bằng BC bằng CD và bằng DA. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thấy này, hình thoi mà có tất cả các tính chất của hình bình hành thì chúng ta lại nhớ lại cho cô tính chất của hình bình hành. Hình bình hành thì sẽ có các cạnh đối bằng nhau này. Tiếp theo tính chất số 2 là các góc đối bằng nhau. Và tính chất số 3 là hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, đúng không? Vậy thì bây giờ tương tự hình thoi cũng vậy. Hình thoi thì sẽ có các cạnh đối bằng nhau. Cạnh AB bằng CD. Tiếp theo AD bằng BC. Mà hình thoi lại còn đặc biệt hơn hình bình hành nữa, đó là gì? Tất cả bốn cạnh này đều bằng nhau cơ, đúng không? Rồi tiếp theo là các góc đối bằng nhau thì nó cũng sẽ giống như hình bình hành, đó là góc A bằng góc C và góc B bằng góc D. Tiếp tục là hai đường chéo sẽ cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Chưa? Đây chính là một số những cái tính chất của hình thoi mà nó giống như hình bình hành. Rồi bây giờ chúng ta hãy làm cho cô câu hỏi trong phần hỏi chấm 2 nhé. Hỏi chấm 2 này, đây sẽ là phần hỏi chấm 2. Các bạn hãy cho hình thoi ABCD này, hai đường chéo cắt nhau tại O. Câu A, theo tính chất của hình bình hành, hai đường chéo của hình thoi có tính chất gì? Câu B, hãy phát hiện thêm các tính chất khác của hai đường chéo AC và DB. Rồi, bây giờ chúng ta thấy này. Theo tính chất của hình bình hành thì hai đường chéo của hình thoi có tính chất gì? Chúng ta đã thấy là gì? Hai đường chéo của hình bình hành thì cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, đúng không? Vì vậy mà chúng ta sẽ suy ra là hai đường chéo của hình thoi cũng sẽ
cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, được chưa? Đó, đây chính là cái tính chất mà chúng ta phát hiện ra ở hình thoi về hai đường chéo nữa. Thế bây giờ tiếp tục các bạn hãy phát hiện thêm cho cô các tính chất khác của hai đường chéo AC và DB. Vậy để phát hiện thêm các cái tính chất khác của hai đường chéo này thì bây giờ cô sẽ tiến hành dùng eke và dùng thước đo góc như sau nhé. Đầu tiên này, đầu tiên thì cô sẽ dùng eke để xem, để phát hiện ra tính chất của hai đường chéo của hình thoi này. Đó, cô sẽ đo, cô sẽ dùng cái phần góc vuông của eke để cô đo cái góc AOD này nhá. À thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là góc AOD này chính là hai cạnh của góc này thì trùng với hai cạnh góc vuông của eke, đúng không nào? Hay nói cách khác là góc AOD chính là bằng 90 độ. Và nói một cách khác nữa đó là AC vuông góc với BD tại O, được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ phát hiện ra được cái tính chất đầu tiên, tính chất khác so với hình bình hành về hai đường chéo của hình thoi đó là gì? Hai đường chéo của hình thoi thì vuông góc với nhau, chưa? Rồi, chúng ta sẽ có định lý này. Trong hình thoi thì hai đường chéo sẽ vuông góc với nhau. Tiếp tục, chúng ta sẽ phát hiện xem là hai đường chéo của hình thoi còn có thêm tính chất gì nữa không? Thì bây giờ cô sẽ dùng thước đo được góc nhá. Thước đo góc thì bây giờ cô sẽ đo cái góc ADO. Đó. Khi cô đo góc ADO này thì cô thấy nó bằng bao nhiêu độ đây? À, tầm khoảng bằng 29 độ, đúng không? Sau đó thì cô sẽ đo cái góc ODC. À, cô sẽ đo góc ODC nhá. ODC thì cô thấy nó cũng bằng 29 độ. À, vậy thì chúng ta sẽ suy ra là gì? DO chính là tia phân giác của góc CDA. À, hay nói cách khác là DB chính là tia phân giác của góc CDA. Vậy thì chúng ta sẽ phát hiện ra được tính chất thứ hai về đường chéo của hình thoi khác so với hình bình hành đó là gì? À, hai đường chéo của hình thoi. Đây, đường chéo của hình thoi thì chính là gì? Tia phân giác của góc của hình thoi, đúng không? Đó, đây tính chất thứ hai là hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi. Chưa? Rồi, tương tự như thế chúng ta cũng sẽ có được là AO, AC sẽ là tia phân giác của góc BAD. Tiếp tục, CA sẽ là tia phân giác của góc BCD. Và BD cũng sẽ là tia phân giác của góc ABC, được chưa? Rồi, bây giờ các bạn hãy nhớ cho cô hai cái tính chất rất là quan trọng về đường chéo của hình thoi nhé. Đó. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có phần giả thiết kết luận về hai cái đường chéo của hình thoi như thế này. Về tính chất hai đường chéo của hình thoi này, cho cái hình thoi ABCD có... Cho cái hình thoi ABCD, bây giờ các bạn hãy đi làm sao nhỉ? À, đi chứng minh cho cô về cái tính chất hai đường chéo của hình thoi như chúng ta vừa đo được nhé. Bây giờ cô sẽ tiến hành chứng minh cái định lý này. Đây, bây giờ để chứng minh được định lý, đầu tiên là câu A thì cô sẽ làm như sau. Bây giờ để chứng minh được AC vuông góc với BD thì cô sẽ đi chứng minh góc AOB này bằng 90 độ, đúng không? Thế để chứng minh được góc AOB bằng 90 độ thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Bây giờ chúng ta cũng đã biết này, ABCD là hình thoi. À thì theo định nghĩa thì hình thoi sẽ có 4 cạnh bằng nhau, đúng không? Thì khi đó cô sẽ có tam giác ABC. Sẽ có AB bằng cạnh BC. À, AB mà bằng BC thì suy ra tam giác ABC là tam giác cân tại đâu các em nhỉ? Cân tại B, đúng không? Tiếp theo chúng ta lại có này, tam giác này cân tại B mà chúng ta cũng đã biết là hình thoi thì có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, đúng không? Vì vậy mà chúng ta sẽ có BO sẽ là đường trung tuyến của tam giác ABC. À, vậy chúng ta lại nhớ lại một cái tính chất của tam giác cân, đó là trong tam giác cân thì đường trung tuyến đồng thời sẽ là đường cao,
đồng thời là đường phân giác và đồng thời sẽ là đường trung trực, đúng không nào? Vì vậy mà sử dụng cái định lý này, các bạn sẽ suy ra được cho cô là gì? Đây cô gọi là góc B1 nhá. Đây cô gọi là góc B2. Thì cô sẽ suy ra được là gì các em nhỉ? À, sẽ suy ra được BO sẽ là đường cao của tam giác ABC. Hay nói cách khác là gì? AC sẽ vuông góc với BD tại O. Chưa? Giờ đầu tiên câu A nhé, chuẩn bị trước câu A này. Cô sẽ có vì ABCD là hình thoi nên khi đó cô sẽ có là cạnh AB sẽ bằng cạnh nào em? Bằng BC, đúng không? Cô sử dụng hai đằng này thôi, vì vậy mà cô sẽ chỉ suy ra thế thôi nhá. AB bằng BC. Từ đây cô sẽ suy ra tam giác ABC cân tại đâu các em nhỉ? À, cân tại B, đúng không nào? Rồi, tiếp theo chúng ta lại có là gì? À, chúng ta lại có là OA lại bằng OC, đúng không? Mà hay nói cách khác là BO là đường trung tuyến BO là đường trung tuyến của tam giác nào các em? Của tam giác ABC. Rồi từ hai điều này bây giờ cô sẽ suy ra được điều gì? À, từ đây cô sẽ suy ra được BO sẽ là đường cao. BO mà là đường cao thì suy ra BO sẽ vuông góc với gì các em? AC. Rồi, hay BD sẽ vuông góc với AC tại điểm O. Rồi, đó là câu A, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu B. Câu B thì chúng ta sẽ thấy để chứng minh được AC là phân giác của góc A. À, hay nói cách khác là gì tiếp theo? Là BD là phân giác của góc B. Thì cô sẽ chứng minh như sau. Vừa nãy cô đã đi chứng minh được là tam giác ABC cân tại B rồi, đúng không? Thì từ đó BO lại là đường gì? Là đường trung tuyến. Vì vậy mà suy ra BO cũng sẽ là đường phân giác đó. BO là đường phân giác thì cô sẽ suy ra góc B1 sẽ bằng góc B2, đúng không? Suy ra BD chính là đường phân giác, tia phân giác của góc B, đúng không? Tiếp theo cô sẽ có này. Rồi đây, từ đây cô sẽ tiếp tục suy ra này. Vì tam giác ABC, tam giác ABC cân tại B, mặt khác lại có là gì? BO là đường trung tuyến từ hai điều này cô lại suy ra được BO chính là đường phân giác của tam giác nào các em nhỉ? À, của tam giác ABC. Hay nói cách khác cô sẽ suy ra là gì? Suy ra BD là phân giác của góc B. Rồi, đó, chứng minh tương tự thì các bạn cũng sẽ chứng minh được cho cô AC là tia phân giác của góc BAD. Tiếp theo là DB sẽ là tia phân giác của góc ADC. À, vậy thì từ đây chúng ta sẽ phải cần nhớ được cho cô hai cái tính chất rất quan trọng về đường chéo của hình thoi nhé. Đó là hai đường chéo của hình thoi thì vuông góc với nhau. Hai đường chéo của hình thoi thì sẽ là gì các em nhỉ? À, sẽ là tia phân giác của các góc của hình thoi. Chưa? À, vậy thì chúng ta cũng đã biết là gì? Để tứ giác mà trở thành một hình thang thì chúng sẽ cần thêm điều kiện gì các em nhỉ? À, chỉ cần thêm một cái điều kiện, đó là hai cạnh đối song song, đúng không nào? Tiếp theo, để tứ giác mà trở thành hình bình hành thì nó sẽ phải có hai cặp cạnh đối song song, đúng không? Tiếp theo là để tứ giác mà trở thành hình chữ nhật thì nó sẽ phải có ba góc vuông, đúng không? Vậy thì câu hỏi đặt ra là để tứ giác mà trở thành hình thoi thì nó sẽ cần thêm điều kiện gì?
Vậy thì chúng ta sẽ thấy là gì? Để tứ giác mà trở thành hình thoi thì ta sẽ cần thêm điều kiện, đó là có bốn cạnh bằng nhau, đúng không? Thì tứ giác sẽ trở thành hình thoi. Vậy bây giờ tiếp tục, muốn hình bình thành mà trở thành hình thoi thì nó sẽ cần có những cái điều kiện gì về cạnh, về góc cũng như là về đường chéo? Thì bây giờ chúng ta sẽ có được như sau. Đầu tiên là về cạnh trước cho cô nhé. Vậy bạn hãy trả lời cho cô câu hỏi sau: hình bình hành có thêm điều kiện gì về cạnh hoặc về đường chéo để trở thành hình thoi? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn cũng đã biết là hình bình hành thì có các cạnh đối như thế nào các em nhỉ? Bằng nhau rồi, đúng không? Thế nhưng mà hình thoi thì lại có bốn cạnh đều bằng nhau cơ. Vậy thì chúng ta chỉ cần thêm cái điều kiện, đó là hình bình hành mà có hai cạnh bên mà bằng nhau thì nó sẽ trở thành hình thoi. Vì vậy cô sẽ làm như sau. Đó, chẳng hạn cô muốn cái hình bình hành này trở thành hình thoi thì cô sẽ đo một cái cạnh bên như thế này. Sau đó tiếp tục cô sẽ đo cái cạnh đáy, đó, làm sao cho nó cũng có độ dài là bằng cạnh bên như thế này. Thì khi đó cô sẽ được một cái hình thoi. Chưa? Đó, đây chính là hình thoi. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra là để hình bình hành mà trở thành hình thoi thì cái cách thứ nhất đó là gì các em? Có hai cạnh bên bằng nhau, đúng không? Thì sẽ thành hình thoi. Đó. Rồi. Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau thì sẽ là hình thoi. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem là hình bình hành nó có thể trở thành hình thoi về quan hệ về góc hay không, thì chúng ta sẽ có tiếp tục nhé. Bây giờ giả sử cô cũng sẽ có một cái hình bình hành như thế này. Và đây là hai đường chéo của hình bình hành, đương nhiên là sẽ cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường rồi, đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ, cô sẽ có này. Hình thoi thì các bạn cũng đã biết là hình thoi thì sẽ có hai đường chéo vuông góc, đúng không? Vậy thì muốn hình bình hành mà trở thành hình thoi thì chúng ta làm sao? Thì chúng ta sẽ yêu cầu là hai thằng đường chéo của hình bình hành phải vuông góc với nhau, thì khi đó nó sẽ trở thành hình thoi. Vậy điều kiện số 2, hình bình hành mà có hai đường chéo vuông góc thì nó sẽ trở thành hình thoi. Tiếp theo về yếu tố thứ 3, đó là yếu tố về góc. Thì bây giờ cô có này. Các bạn cũng đã biết là hình thoi, như vừa nãy cô đã chứng minh, đúng không? Thì có hai đường chéo nó sẽ là gì nhỉ? Là tia phân giác của các góc của hình thoi, đúng không? Vậy thì muốn hình bình hành mà nó trở thành hình thoi thì hai đường chéo của nó tương tự cũng phải là gì? Là tia phân giác của các góc của hình thoi. Đó. Tức là hình bình hành phải có hai đường chéo là tia phân giác của các góc của hình thoi thì nó sẽ trở thành hình thoi. Được chưa? Rồi, vậy dấu hiệu số 3, đó là hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc thì nó sẽ trở thành hình thoi, đúng không? Vì chúng ta chỉ cần chứng minh một đường chéo là đường phân giác của một góc thì nó sẽ trở thành hình thoi rồi. Vì sao? Vì chắc chắn là cái góc, các cái góc còn lại nó cũng sẽ làm sao các em nhỉ? Nó cũng sẽ là đường phân giác của cái góc đó. Vì sao? Vì hình bình hành thì sẽ có các đối, các góc đối như thế nào bằng nhau, đúng không? Rồi, đó là các cái cách cũng như là các cái dấu hiệu để một tứ giác này, một hình bình hành trở thành hình thoi. Từ đây thì cô sẽ rút ra được các dấu hiệu nhận biết hình thoi như sau. Có 4 dấu hiệu nhận biết hình thoi. Dấu hiệu thứ nhất, đó là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau sẽ là hình thoi. Còn 3 cái dấu hiệu còn lại thì nó sẽ liên quan đến hình bình hành. Hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau là hình thoi. Tiếp theo, hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc là hình thoi. Và thứ 3 là hình bình hành có 1 đường chéo là đường phân giác của một góc thì sẽ là hình thoi. Được chưa? Đây chính là các dấu hiệu nhận biết hình bình hành, hình thoi. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem là gì? Các bạn cũng đã biết cách vẽ hình bình hành rồi, cô đã hướng dẫn rồi đúng không? Vậy thì để vẽ được hình thoi thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo là cách vẽ hình thoi nhé.
Vậy thì để vẽ được hình thoi thì cô sẽ dựa vào cái dấu hiệu nào của hình thoi để cô vẽ? Hay nói cách khác là dựa vào tính chất nào của hình thoi để cô vẽ hình thoi? Thì các bạn cũng đã biết là hình thoi thì sẽ có hai đường chéo vuông góc này. Và hình thoi thì sẽ có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, đúng không? Vì vậy bây giờ cô sẽ dựa vào tính chất đó của đường chéo để cô sẽ vẽ hình thoi như sau nhé. Đầu tiên thì cô sẽ dùng cái thước thẳng này, cô vẽ một cạnh của hình thoi. Đó, đó là một cạnh AC, một cái đường chéo AC của hình thoi nhá. Đó, cô sẽ làm lại này. Đầu tiên cô sẽ vẽ một đường chéo AC của hình thoi có độ dài là 10 cm. Sau đó cô sẽ xác định trung điểm O. Sau đó thì cô sẽ vẽ đường chéo thứ hai. Và nhớ đường chéo thứ hai là cũng sẽ vuông góc với gì các em nhỉ? Vuông góc với đường chéo. Và hai đường chéo này thì sẽ cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, đúng không? Đó. Sau khi đã vẽ được rồi thì cô sẽ đi làm sao? Đi nối bốn cái cạnh của hình thoi. Được chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ diễn tả lại cái thao tác này nhá. Đầu tiên thì cô sẽ đi làm gì các em? Vẽ cái đường chéo AC có độ dài là 10 cm này. Sau đó cô sẽ xác định trung điểm O của đường chéo AC. Đó, trung điểm O, hai cạnh OA và OC bằng nhau. Tiếp theo bây giờ cô sẽ đi vẽ đường chéo thứ hai là đường chéo BD. Lưu ý cho cô là đường chéo BD này nó phải vuông góc với AC, đúng không? Và nó sẽ cắt AC tại điểm O. Đó, vuông góc và cắt AC tại điểm O. Và O cũng sẽ phải là trung điểm của đoạn thẳng nào? BD. Chưa? Đó, khi đó sau đó cô sẽ nối bốn cái đỉnh ABCD vào thì cô sẽ được hình thoi ABCD. Bây giờ các bạn hãy quan sát cách vẽ, cô vẽ lại nhá. Đầu tiên cô sẽ vẽ AC này. Đó. Tiếp theo xác định trung điểm này. Tiếp tục là vẽ cạnh thứ hai bằng cách là vẽ vuông góc như thế này. Tiếp tục là vẽ đoạn BD và lấy trung điểm. Tiếp theo chúng ta sẽ đi nối bốn cái đỉnh ABCD như thế này vào thì chúng ta đã được hình thoi ABCD. Rất là đơn giản, đúng không nào? Rồi, đây chính là cách vẽ của hình thoi. Tiếp theo các bạn hãy trả lời cho cô câu hỏi trong phần hỏi chấm 3 nhé. Hãy chứng minh dấu hiệu nhận biết 3. Đó. Và các bạn cũng đã biết là dấu hiệu nhận biết hình thoi thứ 3 đó là gì các em nhỉ? À, hình bình hành có hai đường chéo vuông góc là hình thoi. Vậy thì để chứng minh được dấu hiệu này thì bây giờ cô sẽ có hình vẽ và giả thiết kết luận như sau này. Đây, cô sẽ cho một cái hình, một tứ giác ABCD. Hay nói cách khác, đây sẽ là hình bình hành ABCD, đúng không? Đó, cô sẽ viết giả thiết kết luận này. ABCD là hình bình hành. Và ở đây, giả thiết tiếp tục của chúng ta là có hai đường chéo vuông góc với nhau là AC vuông góc với BD. Và các bạn lưu ý là gì? Là vì ABCD là hình bình hành, vì vậy mà cô sẽ làm sao? Cô sẽ ký hiệu luôn là gì? Hai đường chéo sẽ cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Hay nói cách khác là OA sẽ bằng OC, OB sẽ bằng OD, được chưa? Và người ta đã cho AC vuông góc với BD thì cô sẽ ký hiệu luôn là hình như thế này nhá. Rồi, bây giờ chúng ta phải đi chứng minh ABCD là hình thoi. Vậy để chứng minh ABCD là hình thoi thì các bạn sẽ cần đi chứng minh cái bốn cái cạnh AB bằng BC bằng CD và bằng DA, đúng không? Bây giờ cô sẽ chứng minh cái bài này như sau. Trước hết thì cô sẽ thấy này, vì ABCD là hình bình hành, đúng không? Vì vậy mà cô sẽ suy ra được những điều gì? À, suy ra được hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, tức là cô sẽ suy ra OA sẽ bằng OC. OA bằng OC nhá. Tiếp theo, vì AC vuông góc với BD nên cô sẽ suy ra BO chính là đường cao trong tam giác ABC, đúng không? BO là đường cao, đồng thời BO là đường trung tuyến. À, vậy cô sẽ suy ra tam giác ABC cân tại B,
Đúng chưa? Tam giác ABC cân tại B thì cô sẽ suy ra BC bằng với BA. BC bằng BA này. Rồi, tiếp theo các bạn lại thấy là gì? Vì ABCD là hình bình hành, vì vậy mà nó sẽ có các cạnh đối như thế nào các em? Bằng nhau, đúng không? Tức là BC sẽ bằng DA, AB sẽ bằng CD, mà AB lại bằng BC chúng ta vừa chứng minh được rồi. Vì vậy mà cô sẽ suy ra bốn cạnh này sẽ bằng nhau, đúng chưa? Rồi, vậy suy ra ABCD là hình thoi, rất đơn giản, đúng không nào? Bây giờ cô sẽ chứng minh nhé. Trước hết cô sẽ có này. Đầu tiên, vì AD vuông góc với BC, AC vuông góc với BD theo giả thiết này. Đó. Tiếp theo lại OA bằng OC. OA bằng OC. Mở ngoặc, vì ABCD là hình bình hành. Rồi, từ hai điều này bây giờ cô sẽ suy ra được điều gì các em nhỉ? Đây, AC vuông góc với BD tại điểm nào các em? Tại điểm O nhá. Từ hai điều này cô sẽ suy ra tam giác ABC cân tại B. Vì sao các em nhỉ? Vì trong tam giác này có đường cao đồng thời là đường trung tuyến. Vì tam giác ABC có đường cao đồng thời là đường trung tuyến. Rồi, tam giác ABC cân tại B rồi thì cô sẽ suy ra được điều gì các em? Cô sẽ suy ra là BA sẽ bằng BC, đúng không? Suy ra AB bằng AC, AB bằng BC. Mặt khác, bây giờ chúng ta lại có này. Mặt khác, cô lại có ABCD là hình bình hành. ABCD mà là hình bình hành thì cô sẽ suy ra được điều gì các em? Suy ra AC, suy ra AD sẽ bằng BC. Tiếp theo sẽ suy ra AB bằng CD, đúng không? Phẩy này. AB sẽ bằng CD. Rồi, bây giờ chúng ta thấy này, AB bằng BC. Đó, AD bằng BC, AB lại bằng CD. Vậy từ hai điều này bây giờ cô sẽ suy ra được điều gì? Từ đây cô sẽ suy ra được là bốn cái cạnh này bằng nhau. AB sẽ bằng BC bằng CD và bằng AD. Đó, một cái hình mà có một tứ giác có bốn cạnh bằng nhau thì nó đã trở thành hình thoi rồi, đúng không? Suy ra ABCD là hình thoi. Đó, và đây chính là điều phải chứng minh. Tương tự như thế thì các bạn sẽ đi chứng minh cho cô các cái dấu hiệu còn lại của hình thoi nhé. Vậy bây giờ các bạn hãy vận dụng định nghĩa này, tính chất và dấu hiệu nhận biết của hình thoi để làm cho cô bài tập sau nhé. Bài 74 này, hai đường chéo của một hình thoi thì bằng 8cm và 10cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau? Câu A 6cm, câu B căn 41cm, câu C căn 164cm và câu D là 9cm. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy này, cô sẽ giả sử cái bài toán 74 này nó sẽ được biểu diễn bằng cái hình vẽ như trên bảng. Đó là hình thoi ABCD nhá. Hai đường chéo này thì cắt nhau tại điểm O, đúng không? Và cô giả sử cạnh BD này có độ dài là 8cm và cạnh có độ dài là 10cm. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tính cái cạnh của hình thoi ABCD này nhá. Bây giờ cô sẽ tính như sau này. Cô sẽ dựa vào cái tính chất hai đường chéo của hình thoi,
À, hai đường chéo của hình thoi thì cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, đúng không? Và hai đường chéo của hình thoi thì vuông góc với nhau. Hai đường chéo vuông góc thì cô sẽ biểu diễn được ở đây sẽ là góc vuông này. Tiếp theo, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường thì tức là O sẽ là trung điểm của BD. À, mà BD bằng 8 rồi thì BO này sẽ bằng 4, đúng không? Hai cạnh này bằng nhau. Tiếp theo, O là trung điểm của AC. Mà AC bằng 10 rồi thì OA sẽ bằng A bằng OC và sẽ bằng 10 chia 2 bằng 5. Vậy từ đó các bạn sẽ xét cho cô tam giác ABO vuông tại O, sử dụng định lý Pythagore. Khi biết hai cạnh góc vuông rồi các bạn sẽ tính được cạnh huyền AB, chưa? Rồi đó chính là cách làm bài 71 này, 74 này. Bây giờ cô sẽ giải nhé. Trước hết cô sẽ giả sử này, hình thoi của bài toán này là ABCD này, phẩy này, cạnh BD bằng 8 cm và AC bằng bao nhiêu các em nhỉ? Bằng 10 cm như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm như sau nhá. Cô có vì ABCD là hình thoi nên cô sẽ suy ra được điều gì các em nhỉ? Cô sẽ suy ra được là hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường, tức là OB sẽ bằng OD này. OB sẽ bằng OD và sẽ bằng BD chia 2. BD của chúng ta bằng bao nhiêu các em? BD bằng 8 đúng không? 8 chia cho 2 thì sẽ bằng 4 cm. Tiếp theo tương tự, OA sẽ bằng OC, sẽ bằng AC chia cho 2. AC ở đây lại bằng bao nhiêu các em nhỉ? À, bằng 10 đúng không? 10 chia cho 2 thì sẽ bằng 5 cm. Rồi, bây giờ cô tiếp tục. Vì ABCD là hình thoi thì cô sẽ suy ra thêm là AC sẽ vuông góc với BD tại một điểm, đó là điểm O nhé. Rồi, bây giờ cô xét tam giác này. Xét tam giác ABO vuông tại đâu? Vuông tại O. Rồi, từ đây ta sẽ có này. Cô sẽ có AB thì bằng căn bậc 2 của gì đây? OA bình phương cộng OB bình phương. Vậy nó sẽ bằng bao nhiêu các em nhỉ? Sẽ bằng căn bậc 2 của... căn bậc 2 của bao nhiêu các em? OA thì là bằng 5 cm. Ở đây sẽ bằng 5 bình phương. Cộng với OB bình phương thì sẽ bằng 4 bình phương. Và ở đây cô đã áp dụng định lý Pythagore. Chưa? Rồi vậy khi đó cô sẽ tính được bằng bao nhiêu? 5 bình phương thì bằng 25 này, cộng 4 bình phương là 16, đúng không? 25 cộng 16 vậy chúng ta sẽ được bằng 41 và kết quả bằng căn 41 cm. Vậy thì tức là các cạnh của hình thoi sẽ bằng bao nhiêu các em? Bằng căn 41 cm. Vậy cô sẽ chọn phương án nào? Phương án B, đúng chưa nào? Rồi, đó là bài tập vận dụng ở trong cái bài học ngày hôm nay. Và về nhà thì các bạn hãy học thuộc cho cô định nghĩa này, tính chất cũng như là các dấu hiệu nhận biết hình thoi nhé. Lưu ý là chúng ta không nên học thuộc một cách máy móc, mà các bạn sẽ phải làm sao? À, các bạn sẽ suy luận, đúng không? Học theo kiểu suy luận như cô đã hướng dẫn. Cô lấy ví dụ là các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là muốn một tứ giác mà trở thành hình thoi thì nó cần thêm điều kiện gì? Muốn hình bình hành trở thành hình thoi thì cần thêm điều kiện gì? Đó, như thế thì chúng ta sẽ suy luận và sẽ nhớ lâu hơn, chưa nào? Và bây giờ thì cô phải nói lời tạm biệt với các bạn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong bài học hôm sau nhé. Xin chào tất cả các em. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.